kính chào quý vị các bạn, đã quay trở lại với kênh xe cũ chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng nha các bạn. Thì vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc 0938926425. Mình tên là Thắng, sẽ trực tiếp hướng dẫn giải đáp cho các bạn về thủ tục mua bán xe cũng như là tư vấn các bạn cụ thể hơn về xe nha. Thì quay trở lại với ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu Innova Venturer đời 2019 nha các bạn. Innova Venturer đời 2019. Xe này thì được bên mình thu lại từ một anh bên quận Tân Bình nha các bạn. Nói chung là anh mua xe, anh bán cái xe này để mà mua lại chiếc Defender cho con chạy. Bán xe lại để mua chiếc Defender. Thì bên mình thu lại xe này nha. Mình xin nhắc lại đây là Innova Venturer đời 2019, xe chạy 40.000 thôi, mang biển số thành phố. Và giá hiện tại đang bên mình đang chào bán là 800 triệu nha các bạn. Một chiếc Venturer màu đỏ. Thì bây giờ mời các bạn cùng mình đi xem cái xe này tình trạng như thế nào nha. Xe này thì mới vừa về và bên mình chỉ mới rửa sơ thôi, chưa có làm, chưa có dọn dẹp chân nha các bạn. Đây, các bạn hãy xem về trước này. Cản trước này. Các bạn có thể thấy là không một vết trầy, nước sơn zin theo xe. Mình quay cận cảnh hơn về cái đầu trước cho các bạn xem nha. Quay chậm chậm để cho các bạn xem kỹ nhất, để cho các bạn nào chúng ta ở xa mà khó khăn trong cái việc di chuyển đi mua xe thì có thể thông qua clip này mình xem cận cảnh nhất về xe. Nếu ưng thì các bạn hãy gọi cho mình và tiến hành xem xe cụ thể chi tiết luôn nha các bạn. Về tình trạng lốp đây. Lốp còn rất là mới. Lốp này thì mình nghĩ chạy khoảng độ thêm 40.000 nữa mình mới có thay nha các bạn. Mâm rất là đẹp luôn. Mâm không một bên trầy, mâm đen, kiểu dáng thể thao. Quay sơ bên hông nha. Nói chung là lúc trước anh mua, anh chủ anh mua cái xe này xong rồi anh trung ảnh cũng ít chạy lắm. Đó, xong rồi mà con của ảnh thì quá thích chiếc Defender đi. Nên ảnh quyết định bán lại cái xe này để đổi chiếc Defender rồi nha các bạn. Mitsubishi Defender. Các bạn xem phía sau này. Các bạn cản sau cho các bạn xem nha. Lớp sau này cũng zin theo xe luôn. Rất là mới. Mâm thì có hơi trầy xíu chỗ này nha các bạn. Do lúc trước cắt hai lớp, cái anh hai lớp nó không cẩn thận đó, bị chạy xíu cái mâm này. Có cảm biến sao luôn nha các bạn. Mới vừa rửa luôn, chưa làm dọn dẹp gì hết. Đây, bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng mình đi vô trong xem cái nội thất cái xe này có cái gì nha. Nội thất ghế da màu đen. Đây theo tay nắm này. Còn rất là mới. Nội thất ghế da màu đen, chạy xe. Chạy tắp lô, đầu DVD, điều hòa tự động. Mời xem số km nha. 49.021 km nha các bạn. Số tự động. Bản thể thao nha các bạn. Do chưa có làm đẹp theo công nghệ Maruguri của Nhật Bản cho nên là hiện tại nội thất cũng còn khá là dơ. Thì sau khi làm đẹp thì nó hoàn toàn giống như mới luôn nha các bạn, khử mùi rồi hết luôn. Mình sẽ làm đẹp đó, sẽ dọn rất là kỹ xe. Gây sơn cho các bạn xem. Mang ra đây. Mẫu Innova rất thích hợp cho các bạn chúng ta đi gia đình. Về cái độ rộng rãi, tiện lợi, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp. Và độ bền thì rất là cao nha các bạn. Innova Venturer thì các bạn cũng biết rồi. Một phân khúc mà rất là được sự hài lòng của rất là nhiều người. Và đặc biệt màu đỏ này rất trẻ trung, rất thích hợp cho các bạn nào chúng ta có màu phong thủy là màu đỏ nha các bạn. Còn mình xin nhắc lại đây là Innova Venturer đời 2019, chạy được 49.000 km rồi, mang biển số thành phố, một biển số đẹp luôn. Hiện tại đang được công ty mình chào bán với mức giá là 800 triệu. Nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm cái xe này, muốn biết rõ hơn
và muốn được tư vấn kỹ hơn về chi phí lăn bánh, hỗ trợ góp ngân hàng thì hãy gọi cho mình qua số điện thoại 0938 926 425. Mình tên là Thắng nha các bạn. Mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn, các bạn sẽ nắm rõ hơn. Nếu các bạn hiểu rõ rồi, các bạn ưng rồi thì các bạn hãy lên xem xe để đỡ tốn thời gian các bạn nha. Nhiều khi các bạn ở những cái tỉnh xa mà mỗi lần đi lên thành phố mà coi xe thì nó mất cả ngày lắm. Cho nên tốt nhất các bạn nên gọi trước cho mình. Vâng, và cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip review xe lần sau.